Tuấn ấy, còn không dám đối chất trực tiếp với chị Kim Hà, không dám đối chất trực tiếp với gia đình hai bên cũng như là gia đình của cháu Linh. Tại vì sao? Tại vì trước giờ mọi người cũng biết một cái điều rằng như thế này đấy, thì để đợi bà con cô bác vô đông đủ mọi người sẽ hiểu là vì sao mà cái xà lan tới tận giờ phút bây giờ mà anh Tuấn vẫn chưa bán đó. Anh Tuấn vẫn chưa bán tại vì bây giờ cái số tiền mà anh Tuấn tiêu xài nó quá là nhiều rồi, nó không còn gì mà xoài hết được đó. Và bây giờ nhiều người gọi điện cho em bảo rằng là liệu anh Tuấn có vợ bé hay không, anh Tuấn bây giờ có chuẩn bị có vợ mới hay không. Em thật mọi người, một cái thằng đàn ông như anh Tuấn thì tiền thì có đấy, tiền bây giờ thừa hưởng của vợ là có đấy, nhưng mà có ai dám lấy ông Tuấn hay không? Không mọi người, một cái cách ra tay quá là kinh khủng, một cách ra tay quá là như vậy mà ai mà dám lấy anh Tuấn làm chồng? Không mọi người, lấy bây giờ là mốt nó lại nợ nần cờ bạc rồi nó lại ra tay với vợ, đúng không bà con? Thế cho nên mọi người lắng nghe đây, mọi người tiếp tục lắng nghe một cái đoạn phân tích sau đây rất là hay nè. Đó, em sẽ mở cho người nghe và phân tích. Và tại ngay tại giờ phút bây giờ là ngày 16 tháng 10 đó, và đầu giờ trưa thì em sẽ có một cái số cái thông tin mới nhất để gửi đến tất cả quý bà con, quý bác, quý cô chú, anh chị. Cho nên là mọi người hãy cứ yên tâm nha. Hiện tại nhóm phóng viên của em đã có mặt tại hiện trường đó, như trên mặt trước màn hình của quý cô chú, anh chị đây, thì mọi người có thể thấy là đã có những cái thước phim mới nhất đó. Và hiện tại anh Tuấn làm gì, đi đâu thì sẽ được chúng em theo dõi rất là nghiêm ngặt nha. Khi chị Hà mất đi, để cho mọi người hiểu con người của anh Tuấn có đúng như cái gì mà anh nói hay không. Thì bây giờ em sẽ cho tất cả mọi người cùng nghe, bởi vì đây là một video rất là đặc biệt, nên em rất mong tất cả quý vị khán giả khi xem video này thì mọi người đừng quên bấm like và bình luận thật chia sẻ bàn tay mọi người, bình luận thật nhiều. Bình luận thật nhiều, tại vì mỗi bình luận mọi người á, là sẽ là một cái tương tác để cho YouTube có thể là đề xuất đó, và nhiều người biết đến hơn thì người ta sẽ ủng hộ cái vụ việc của chị Hà cũng như là đòi công bằng cho chị Kim Hà đó. Thì em sẽ theo sát cái vấn đề này. Mọi người xem like mà giúp em một like, lan tỏa cái video trên cho tất cả mọi người biết nha. Đó, anh Tuấn anh nói là con bỏ ba, chứ ba không bao giờ bỏ con. Có ấy thì điện cho ba, để ba về ba thăm hai con. Đây là cái lời nói mà anh Tuấn là anh muốn gửi đến cho Kim Linh và cháu Sơn. Anh ấy nói là các con là bỏ anh Tuấn, chứ anh Tuấn không có bỏ con. Em hỏi tất cả mọi người là con học lớp mấy, anh không biết. Số điện thoại của con, anh không biết, anh nói con là mất dạy. Anh nói con là mất dạy. Và quý vị các bạn cũng đang nghe những cái video mà anh này đã bỏ đi chơi 3 tháng về. Và khi Kim Linh nói thì ông này thì nói chung là mọi người biết rồi đấy. Anh Tuấn này, anh có thương các con hay không? Thì quý vị mà hãy nhìn vào thực tế đi, 7 tháng này từ lúc Kim Hà mất, anh này có về thăm con không? Chính xác. Anh có gửi một đồng nào? Không có gửi một đồng nào để mà nuôi con cả. Cho mọi người nghe này. Nhớ, ông có nhớ con thật hay không? Còn ba, con nói cho nó, nó bỏ con được đâu. Đâu bỏ con được đâu, trời ơi. Là mấy tháng nay rồi, là anh nhớ các con lắm. Đó. Đâu bỏ con được anh đâu. Nhớ các con lắm. Nói cho mọi người nghe lại, mọi người mới cảm nhận được cái lời nói của anh. Nè, mọi người nghe rõ chưa? Rồi, còn ba, con nói cho nó, nó bỏ con được đâu. Đó. Chứ lì hai tháng mấy này cũng nhớ hai đứa lắm. Mẹ mất rồi, còn ba, con nói cho nó bỏ con nữa đâu. Đó. Mọi người nghe chưa? Mọi người nghe nhưng chưa? Anh Tuấn anh nhớ con lắm. Là ai nhớ cái cùi chỏ anh. Mẹ mất rồi còn nhớ ba. Cái cùi chỏ. Nhưng mà em nói mọi người là Kim Linh có nói rằng ấy, là còn muốn từ cái họ của người cha luôn. Đúng. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, anh ấy nói là bây giờ là hết mẹ mất rồi. Dạ. Còn ba. Chính xác. Là một người cha đi dành từng cái đồng tiền của người con. Đó, cái gì thì nghĩ ra lúc mà chị Hà còn sống ấy, thì là anh này anh chia tiền là chia cho 5 năm. Tức là làm được bao nhiêu chia 50-50. Một phần đó là chị Hà cùng với các con, một phần là anh ấy ăn tiêu hết. Rồi đến khi chị Hà mất thì quý vị được nghĩ xem đi, anh này có nhớ con và thương các con hay không. Chính xác, nhớ cái chính xác mà con. 100 ngày. Xong khi mà đến cái lễ 100 ngày đó
thì anh này có về cùng với dì Năm, dì Mười và có tụ họp ăn nhậu ở bên bờ sông. Và con nói rằng đây là Kim Linh ấy. Đó, Kim Linh là hỗn. Đời thủa nào mà già thấy thăm trẻ, trẻ không quan tâm già thôi. Có nghĩa là theo anh Tuấn Anh nói là bây giờ là như Kim Linh cũng vậy. Đúng ra là phải đi hỏi thăm bà nội trước, đúng không? Đời thủa nào mà bà nội đi hỏi thăm cháu. Em hỏi tất cả mọi người là cái vụ việc này chúng ta thấy rằng là cái người cha mà còn không đứng về phía người con ruột của mình mà chỉ đứng về phía, đúng không, của ai? Chính xác. Của anh Tuấn, là chị Tiền đó. Con nói là cái tài sản mà chị Hà có được ấy là do anh Tuấn làm ra. Chứ nếu không có anh Tuấn làm ra thì làm gì chị Hà có được như ngày hôm nay? Hey, trời, có nói cái câu đó mọi người. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, anh Tuấn có nhớ con? Anh Tuấn có nhớ con như những lời mà anh nói không? Theo em thì nói là không. Bởi vì từ lúc chị Hà mất đến nay là Kim Linh và Sơn chưa nhận được một cái khoản tiền nào từ anh Tuấn. Em hỏi tất cả mọi người, vậy là thương à? Hay là bây giờ thương thì trong lòng? Không quan trọng. Em hỏi tất cả mọi người là cái tiền ăn học, ăn uống hàng ngày sinh hoạt, ai lo? Dạ. Anh nói là anh nói hay lắm, anh nói là giờ mẹ mất rồi còn ba. Bây giờ em hỏi mọi người là anh có lo được cho các con không? Đó, chính xác. Video mà em nói với Kim Linh có nói rằng là Kim Linh khẳng định là anh Tuấn này là cái người mà hại chị Hà. Đó, yeah. Lớn đủ tuổi nhận thức cái điều này. Đúng, chính xác. Như là của Kim Linh, cái đó mọi người là cái người con mà nó tự mạnh luôn người cha. Thì mọi người thử hiểu xem là ra là anh này anh có thương con không? Bây giờ anh nói là anh thương con, anh nhớ con lắm. Nhưng mà 3 năm anh không gọi cho con một cuộc nào. Cái số điện thoại của con mà không biết mà. Em nói mọi người là có ai mà làm người cha mà con dùng điện thoại là không biết không? Con học lớp mấy không biết? Không, không có ai, không có ai làm cha mà con học lớp mấy không biết. Mới có cho bao giờ thăm con đâu, có bao giờ về thăm con đâu. Có bao giờ cho con một cái đồng nào đâu, đồng cắt nào để đi học đâu mà biết. Tất cả mọi người chỉ có ăn chơi như vậy thì thương con ở chỗ nào? Và từ lúc chị Kim Hà bắt đến nay thì anh này anh có thương và nhớ con không? Đó. Chính xác. Chứ một phần là tại vì các bé còn quá nhỏ, còn không quá hết. Con bỏ ba chứ ba không có bỏ con. Mấy điện cho ba thì tới về thăm hai con. Như này 2 tháng mấy này cũng nhớ hai đứa. Mẹ mất rồi, còn ba. Đó, cô dì chú bác mọi người xem like, mọi người giúp em một like để lan tỏa cái livestream này tới tận tai anh Tuấn nha. Cho anh Tuấn anh nghe. Cho anh cảm nhận một cái điều rằng là à mình làm cha như vậy có đúng hay chưa. Nha, đã ra tay với mẹ rồi, bây giờ còn ra tay cả con nữa. Đó, bà con các bác giúp em một like, chia sẻ một tay giúp em nha. Cảm ơn tất cả bà con các bác rất nhiều. Em nói từ dì Năm luôn. Dì Năm là dì Năm thương chị Hà nhất. Dì Năm thương chị Hà hơn cả con ruột. Thương chị Hà hơn bất cứ ai. Nhưng mà từ lúc chị Hà bắt đến nay, Kim Linh và Sơn chưa được một hộp sữa nào của dì Năm. Mà ngược lại còn bị nói những lời cay đắng. Đó. Kim Linh là bất dạy. Đó, đời của nào mà đó là cháu là mong là bà đến thăm. Cháu không thăm bà thôi, làm sao mà bà đến thăm bà trong khi đó. Thế thì biết không? Kim Linh là mất đi một người mẹ. Đúng. Cái mức độ mà người bà chính xác. Các gì không quan tâm, không hỏi thăm một câu nào hết. Mà quay lại còn trách Kim Linh. Em hỏi tất cả mọi người trong cái vụ việc này. Thì cái lời nói của anh này đó là anh ấy hết cha còn mẹ. Nhưng mà mọi người thử xem đi 7 tháng nay, cái tiền mà anh kiếm được đâu hết rồi? Nó ở đâu hết rồi? Đúng không? Đó, còn những cái đây, đây là cái lời nói cho mọi người nghe đây. Em quay về ngay chỗ xà lan của anh Tuấn á. Ờ, đang ông già dòng trọng đó cho mà dân lên là nè, mình nó nấu cho nghe nghe chỗ chuyện á, cho đang cho về xuống rồi. Đó, còn đây là cái lời mà anh Tuấn Thanh cái nói với anh nhé. Đó, nghe Dượng Mười nói là nó nổi lên ngay chỗ chìm, đang trôi dài xuống này. Mà nếu như cái anh Nhẫn mà anh chồng của chị Tiền này này mà không biết cái chỗ chìm thì làm sao anh này anh nói là cái chỗ chìm, đúng không? Nó đổi đến cũng chỗ chìm. Anh Nhẫn này biết chính xác ở đâu? Thì em xin chào 60 người đang xem nha, chúc tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ. Chúc mọi người buổi đầu tuần làm việc suôn sẻ nha mọi người. Mọi người xem like giúp em một like để lan tỏa cái live stream này cho anh Tuấn được nghe tận tai thì anh Tuấn mới cảm nhận được là anh nó tệ bạc đến cỡ nào. Và ngược lại có sự tham gia rất là mãnh liệt của dì Mười. Đó, Dượng Mười với dì Mười nhớ lắm người là một cặp đôi hoàn hảo rồi. Không có gì đó rồi. Cứ ai đến già gần xà lan là bắt đầu dì Mười với Dượng Mười lại bảo ngay là cái ông chú ở bên tre, cái ông chú đi xà lan. Đó, cô chú chị nghe chưa? Đấy. Và một cái thông tin mới nhất em cũng sẽ gọi là cập nhật cho tất cả quý bà con các bác tại bên phía dưới dòng sông Vàm Cống. Thì nhiều người gọi điện cho em cũng nói rất là nhiều rồi.
Đấy, thì bây giờ em sẽ cho mọi người nghe một cái băng ghi hình. Đó, băng ghi hình lúc mà anh Tuấn ngồi cái gầm cầu. Đó, ngồi uống ly nước, bảo rằng là Kim Linh, bố nhớ con lắm. Đấy, nhớ cái nỗi gì? Nhớ cái nỗi gì ông? Ông mà nhớ cái nỗi gì? Con của ông á, ông còn không lo được một chút cách nào để mà lo cho nó đi học, cho nó đi làm. Đó, và bố mẹ chị Hà, ông còn không lo cho gia đình nhà vợ một chút cách nào, mà trong khi số tiền mà chị ông lấy của vợ thì quá là nhiều rồi. Ông có phải là còn lương tâm nữa hay không? Và cụ thể là sáng hôm nay 16 tháng 10 đó, CA Cần Thơ đã xem xét lại, dò xét lại hiện trường, cũng như là phóng viên của tụi em đã có mặt hiện trường để cập nhật những cái hình ảnh mới nhất. Thì cũng kính mong tất cả bà con bác hãy hướng về màn hình để theo dõi những cái hình ảnh cũng như là cái dấu vết của anh Tuấn hiện tại là bây giờ đang đi đâu nha mọi người. Tuấn phải nhờ thế lực gì năm cứu mạng thôi, về mọi người lắng nghe nha. Xin chào anh Hải Lê nha. Chúc tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ. Mọi người xem like giúp em một like, lan tỏa cái live stream này cho anh Tuấn xà la được biết nha mọi người. Tuấn xà lơ, Tuấn xà lơ, lên tiếng đi Tuấn xà lơ ơi. Tuấn xà lơ chìm lâu lắm rồi, Tuấn xà lơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó, chị Năm, trả lời đi chị Năm ơi. Chị Năm có coi được cái livestream này đừng có mà sợ nha. Chị Năm dựng 10, G10. Mà coi được cái livestream của em thì đừng có run rẩy, tại vì nhóm chúng em sẽ có mặt tại hiện trường để phỏng vấn trực tiếp. Chị nói dữ lắm, chị nói luôn là còn á. Cái chuyện mà bây giờ tôi vợ tôi nói chị nghe, chị nói là công á, nói với bên clip của TV á, nói là cô trông cho chị trông cho cái cầu vật của người dân xong rồi thì cô hát xin tự đi vào tù. Ủa sao chị biết cái vật gì dưới đó vậy chị Năm? Hả? Chị biết cái vật gì nằm dưới đó mà chị dám nói một câu lấy lên đi cho xin nội tù? Phải chăng chị biết cái gì ở dưới đó rồi chị mới nói lên bí mật gì đúng không? Cộng đồng mạng này á, chị nói chứ. Cái lời chị nói rồi xong rồi là cộng đồng mạng người ta chụp biết liền luôn đó chị. Chứ không phải là không biết đâu. À, chị... Cộng đồng mạng của chúng tôi thấy cô Hà này chết quá đau khổ và quá thương tâm. Cho nên cộng đồng mạng chúng tôi là chính nghĩa và đi nói lên để một cái sự ủng hộ để lấy lại, đem lại cái công bằng.